Ok, xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta đã quay trở lại với kênh YouTube của em, Tôi là Mới Invest, trong phiên dịch ngày 22 tháng 12. Thì hôm qua cái sự vận động của thị trường nó tương đối là giống với lại cái phiên trước đó nữa. Thì hôm qua cho nên là hôm qua em không có làm video, nhưng mà hôm nay, riêng hôm nay thì Tuấn phải lên video vì cảm thấy là cái vùng ở thời điểm hiện tại, sau khi mà cái mở biên giảm 1030 này, thì thị trường chúng ta đã bắt đầu có những cái sự phân hóa về cổ phiếu và phân hóa về dòng tiền, đúng không ạ? Cổ phiếu nào khỏe mình vẫn có thể quan sát được để mà mình đánh tiếp ở cái nhịp sau. Thậm chí là những cái nhịp vừa rồi thì theo Tuấn thấy là sau những cái giai đoạn mà phiên đầu tiên rũ bỏ mạnh vào vào phiên ngày thứ ba vừa rồi đấy. Đó, thì sau khi cái phiên đó thì phiên thứ tư và phiên thứ năm ngày hôm nay thị trường chúng ta nó có cái sự tích cực hơn, tương đối là tốt so với lại là cái phiên bị bán tháo với khối lượng lớn ngày thứ ba vừa qua các anh chị ha. Thì hôm qua là mình cũng có nhắn trong room cộng đồng cũng như là room khách hàng của mình là hai cái kịch bản này. Một á, là cái kịch bản mà trong phiên ngày hôm nay tức là kéo vượt lên về lại vùng 1030 kèm volume lớn 900 triệu cổ phiếu này, thì suy ra là rất là tích cực và tái tích lũy trở lại ở vùng trên trước khi mà trở lại cái xu hướng tăng trước đó. Còn hai thì tiếp tục biến động hẹp kèm hay là hồi lên với volume thấp nhưng lại chạm kháng cự ở vùng 1030-1040 là bị bán với volume lớn quay đầu, thì là tiêu cực và khả năng là gãy 1000 điểm. Thì chúng ta sẽ cùng nhau coi cái chart nhỏ hơn là cái chart 1 giờ. Thì các anh chị chúng ta sẽ thấy ở đây ha, sau khi mà có những cái điểm mà bị bán rồi của ngày hôm trước này. Đấy, của bán ngày hôm trước thì ngày hôm nay thì thị trường chúng ta vận động có cái sự tích cực hơn các anh chị ha, kéo hồi phục lên này, bị bán này mà bị bán xuống với khối lượng với khối lượng thấp, nhưng mà sao về lại những cái vùng mà giá thấp thì lại có khối lượng cân bằng vào và cũng như là kéo giá lên ngược trở lại ha. Cho nên đây là một trong những cái tín hiệu mà em cho rằng là khả năng ở những cái phiên sắp tới thị trường chúng ta có thể nó sẽ hồi phục lại và về lại được ở trên cái ngưỡng vùng 1030, vùng 1040 là tương đối là cao. Đấy, và chặt nhỏ hơn để các anh chị chúng ta dễ hình dung nữa này. Đấy, các anh chị mà thấy ha, những cái nhịp mà kéo lên là khối lượng rất là tốt, đúng không? Những cái nhịp kéo lên khối lượng rất là tốt các anh chị ha. Cho nên là với cái việc mà hấp thụ lại được với cái khối lượng tốt ở vùng cung phía dưới, nó đang cho thấy thể hiện là cái lực cầu vẫn hấp thụ được những cái lượng cung bị bán ra, cũng như là rũ bỏ những nhà đầu tư yếu bóng vía ra ở cái thời điểm hiện tại. Nếu như mà các anh chị chúng ta đã như nào ra hàng sớm thì chúng ta đã sẽ phải ra ở những cái nhịp mà đầu tuần này là thứ hai rồi. Đấy, khi mà nó bắt đầu nó mở biên, nó gãy xuống bị bán lớn ở cái nhịp đầu giờ chiều ngày 19 tháng 12 đấy các anh chị, là những cái nhịp đó là chúng ta cần phải cân nhắc, chúng ta hạ tỷ trọng ra rồi, đúng không? Đó, thì bây giờ hiện tại thì em thấy là giờ sau hai cái phiên cân bằng vừa qua vào ngày thứ tư vừa rồi cũng như là ngày hôm thứ năm ngày hôm nay với khối lượng nó thấp dần này. Đấy, thì một lần nữa chúng ta sẽ xem đây có thể là sẽ là cái cơ hội để mà chúng ta có thể là đón một cái sóng cho cái nhịp cuối năm ha. Giống như cái giai đoạn mà đây này, giống như cái giai đoạn mà thời điểm như thế này này, các anh chị cũng đã thấy là nó cũng đánh và nó cũng gãy nè, khối lượng này lên nè, gãy nè, bắt đầu đánh lên này, tiếp tục gãy ngược lại rũ này, rồi sau đó mới tiếp tục đánh lên, đúng không? Thì các anh chị cũng sẽ để ý ở những cái nhịp mà khối lượng bán nó lớn và sau đó nó thấp dần, nó giảm dần này, kéo lên phục hồi này, kéo lên phục hồi khối lượng thấp và bị bán ngược trở lại cũng như nào khối lượng thấp thì như nào nó bắt đầu nó siết lại cái biên. Nó siết lại cái biên và nó đang chờ một cái tín hiệu gì? Chờ cái tín hiệu dòng tiền quay trở lại ha. Đó chính là cái nhịp mà em đang chờ ở đây, tức có nghĩa là nó giống như cái cây ngày 6 tháng 5 năm 2020 vậy. Sau những cái nhịp mà nó rũ bỏ và nó gây ra những cái sự chán nản đến với các anh chị nhà đầu tư ấy, thì sao nó xác nhận ngược trở lại bằng một cái pha tăng điểm mạnh. Các anh chị mà thấy là một cái pha tăng điểm nào đó khoảng tầm là 2,4% của thị trường. Đấy, thì lúc đó các anh chị chúng ta sẽ thấy là những cái mã cổ phiếu nó sẽ, những cái cổ phiếu mạnh nó sẽ bật tăng lên trở lại trước và rất là mạnh. Đồng thời là những cái mã cổ phiếu đầu cơ hay là những cái mã cổ phiếu thị trường chẳng hạn như là chứng khoán này, thép hay là ngân hàng nó cũng sẽ bật tăng tốt trong ngày hôm đó, cũng là một trong những cái tín hiệu tiền đề cho các anh chị chúng ta thấy là thị trường sẽ quay trở lại, nó xu hướng nó tăng trước đó, đúng không? Đấy, thì ở thời điểm hiện tại cũng tương tự như vậy các anh chị nhé. Thời điểm hiện tại em thấy nó cũng tương tự như vậy nha. Thời điểm hiện tại em cũng thấy nó tương tự như vậy, thì các anh chị chúng ta hoàn toàn có thể là sẽ quan sát và đánh cược ở một số nhóm cổ phiếu cũng như là sự phân hóa trong nhóm ngành này, của từng của nhóm ngành luôn, là chúng ta sẽ có thể là sẽ thực hiện được một phần lợi nhuận nữa trong cái giai đoạn cuối năm và cũng như là đầu năm sau. Bởi vì cái thường là cái tâm lý mà ở thời điểm cuối năm như mọi người thấy là bán rút tiền ra, đúng không ạ? Thường cái tâm lý là như vậy. Đấy, nhưng mà sao? Đó, có thể là sẽ là gì? Một cái nhịp mà tạo lập cũng như là đội lái họ có thể họ gom góp, họ gì họ vét một cái lượng tiền cuối để mà họ đánh đẩy lên một cái sóng cuối nhất định, rồi sau đó là mới nghỉ Tết thì sao? Đấy, chúng ta cũng có thể đánh cược như vậy ha. Ở thời điểm hiện tại thì em thấy là vẫn ok, hôm nay là một cái phiên Tết cung cũng tương đối là khá của VNINDEX chúng ta, đúng không? Khối lượng thấp này, khối lượng đang thấp dần này. Đấy, thì cái kịch bản hai như thế này này, lúc đầu á, khoảng tầm là lúc buổi trước khi nhà 2 giờ đó là thị trường chúng ta bị đạp. Đấy, cho nên là em cũng bảo với mọi người á, thậm chí là đầu phiên sáng là dường như diễn biến đầu phiên thị trường này nó đang ở kịch bản số 2, bởi vì nó đạp sâu về lại dưới cái ngưỡng ở vùng 1010 ở 1015. Đấy, nhưng mà không có cái sự cầu vào, nó ngóc đầu lên lại. Nhưng mà phiên buổi chiều á, thì nửa phiên buổi chiều thậm chí lúc khoảng tầm là 2 giờ là bắt đầu có cái thiên hướng là gì nào kéo lại như mọi khi. Cứ khoảng tầm là sau 2 giờ là bắt đầu nó kéo ngược trở lại, hay thiệt ấy. Mà kéo ngược trở lại mà nhờ vào những cái mã cổ phiếu gì các anh chị ta thấy không ạ? Nào là Vietcombank này. Đấy, nhờ kéo lại là đến từ Vietcombank này, VPBank này, Vinhome này, Bit này, chủ yếu là dòng ngân hàng. Còn mà những cái mã cổ phiếu như là thị trường dòng chứng khoán thì nó lại bị đạp, rồi thậm chí là kể cả HVN còn có lúc là nằm sàn, rồi GAS cũng giảm rất là mạnh, và phiên ATC rồi Vinamilk nữa. Điều tiết bằng những mã cổ phiếu trụ, kể cả hôm nay EIB là nó cũng giao dịch thỏa thuận rất là lớn của nước ngoài, như là nước ngoài thoái vốn, thằng Sumitomo nó thoái vốn các anh chị ha, để mà nó qua nó tập trung nó mua VBank đấy, nên là VBank hôm nay là đúng là có game thật. Hôm nay đúng là có game thật, cho nên là kéo thị trường ta lên rất là mạnh. Kể là mới vô là đã thấy VBank nó đã hút ầm rồi. Đó. Nhưng mà sao? Nhưng mà ở nhịp này thì bên em thì lại không có chọn VBank. Đấy, bởi vì bên em không chọn VBank, bởi vì cái biến động ở nhịp này nó lại lớn quá này. Đấy, những nhịp này nó biến động nó lớn quá. Mặc dù biết là cái xu hướng của nó vẫn đang là một cái xu hướng tăng tốt nha. Đó. Các anh chị mà thấy là một cái xu hướng tăng của nó vẫn là một cái xu hướng tăng tốt, cho nên là anh chị nào mà có được cho mình VBank ở trong cái giai đoạn này thì đúng là thật sự là xuất sắc các anh chị ha. Nên là có hàng thì các anh chị chúng ta cứ tiếp tục nắm giữ, đó là những mã cổ phiếu như là VBank. Ấy, em chỉ quan tâm đến Techcombank ở đoạn này, nhưng mà Techcombank ở đoạn này thì sau khi mà một cái nhịp bán lớn vào phiên thứ ba đấy ha, thì lại đang bị e ngại chút xíu. Đó, đang bị e ngại chút xíu, và nó cần có thời gian nó tái cân bằng và nó tái tích lũy trở lại, nó mất khoảng thời gian nhiều hơn. Còn nếu như mà đối với việc VBank này, ngược lại này, VBank này bị bán này, giảm này, khối lượng thấp ha, nhưng mà khối lượng hấp thụ lại và khối lượng đẩy giá ở những cái phiên sau mà nó tốt như thế này á, thì đây là những cái mã cổ phiếu ở thời điểm hiện tại nó đang cho thấy cái sức khỏe nó mạnh hơn. Đó, nên là các anh chị chúng ta lưu ý ha. Thì nếu mà trong trường hợp mà VNINDEX chúng ta nó cũng rủ như nào mà ngược trở lại, giảm giá, giảm điều chỉnh ở khối lượng thấp, nhưng mà sao hấp thụ lại và vượt tăng điểm với khối lượng lớn như thế này, rồi lên trên đây nó tái cân bằng, nó tái tích lũy trở lại, thì sẽ còn có những cái nhịp điểm tăng tiếp theo. Nó giống như VBank. Còn mà nếu như mà trong cái trường hợp mà giống như Techcombank thì nó như thế nào thì nó cũng sẽ như thế nào, nó sẽ mất cái khoảng thời gian các anh chị ha. Này gãy xuống này, volume lớn nhưng mà phục hồi trở lại volume thấp ha, và đi ngang bắt đầu cạn kiệt volume trở lại, thì lúc này nó cũng đang tái tích lũy nhờ ở vùng cái gì nè, cái vùng sideways trên đây, thì nó cũng sẽ mất thời gian thôi. Đấy nên là, nhưng mà hy vọng là nó vẫn sẽ còn những cái nhịp mà để mà nó kéo, nó bull lên ở phần phía sau. Đó, nên là các anh chị chúng ta hoàn toàn có thể là vẫn đưa những cái mã cổ phiếu trong nhóm ngân hàng ha vào cái danh sách theo dõi được. Nhưng mà MB thì lại là câu chuyện khác nhé. MB thì lại là câu chuyện khác. MB thì cái vùng cung trên đây nó bán rất là quyết liệt, giảm 2 cây rất là quyết liệt. Đó, thậm chí là đẩy giá lên bị fail và không vượt được cái ngưỡng ở vùng 19.2. nó cho thấy là cái lực cung ở phần phía bên này còn rất là nhiều này. Ha, nó sẽ mất khoảng thời gian lâu hơn. Đối với lại ba cổ phiếu thì bây giờ là VBank sẽ tốt nhất, rồi đến Techcombank và cuối cùng sẽ là MBank, cùng chung một cái form như thế này anh chị ha. Rồi, hãy quay trở lại thị trường thì các anh chị chúng ta sẽ thấy được rằng là gì à? Nếu như mà trong những cái phiên sắp tới nha, nếu như mà trong cái phiên sắp tới nó phải có một cái phiên xác nhận, nó phải có một cái phiên xác nhận, nó phải vượt lên đâu đó khoảng tầm là 1050 thì đó mới chính là một trong những cái tín hiệu tốt, và cộng là phải thậm chí là phải gì kèm một cái volume lớn, kèm một cái volume lớn nó mới có sự xác nhận dòng tiền nó quay trở lại. Còn nếu không thì như em nói đó, như trong cái đợt tháng 9 này này, các anh chị thấy nó cũng như nào, dập dìu khối lượng thấp, đúng không? Những cái nhịp mà bị bán lại với khối lượng lớn này, và bị bán xuống với khối lượng lớn này, thì rất là dễ như nào bị gãy mất những cái vùng 1000 điểm như thế này, rất là dễ thôi. Cho nên á, ở những cái nhịp mà nếu mà nó có phục hồi lại ở một cái phiên mà nó phục hồi lại thì các anh chị chúng ta có mua sớm không ạ? Chúng ta không nên mua sớm mà chúng ta nên đợi như thế nào? Nó có thể là sẽ có những cái nhịp mà nó đi ngang ở cái vùng này, nó sẽ có những cái nhịp nó đi ngang quanh cái ngưỡng vùng 1050, 1060 rồi sau đó mới bắt đầu nó bật tăng lên trở lại. Nó là như vậy các anh chị nhé. Nếu mà trong cái trường hợp mà lượng cung vùng này nó vẫn còn đang tiếp tục nó kiểm tra thì nó sẽ sớm nó đi ngang trở lại ở trên vùng này. Đấy, rồi sau đó mới tiếp tục nó bật trở lại. Nó cũng một lần nữa chúng ta sẽ lấy cái ví dụ giống như vậy. Đây, ở trong một cái trạng thái này khi mà đi ngang này, đi ngang này, rũ này, các anh chị mà thấy không ạ? Rũ này, rồi sau đó nó đi lên, bắt đầu nó đi lên. Tiếp tục này. Rồi, sau khi những cái trạng thái mà nó rũ mạnh này, lên gặp lại cái ngưỡng kháng cự này, bắt đầu đi ngang này, rồi sau đó mới bắt đầu đánh lên. Các anh chị mà thấy không ạ? Đi lên ngang này cũng tiếp tục lại đi ngang theo một đoạn nữa lại mới tiếp tục chạy. Nó sẽ quá trình này nó sẽ khá là vất vả. Cái quá trình đi lên khi mà bị biến động với những cái volume bị bán tháo trước đó rất là mạnh hay những cái nhịp phân phối đó, thì nó sẽ mất một khoảng thời gian tương đối là lâu để mà tiếp tục cái quá trình hình thành nó đi lên các anh chị nha. Đó thì ở đây cũng sẽ tương tự như vậy nhé. Và đặc biệt là lưu ý là luôn luôn là phải có cái dòng dẫn. Đấy, luôn luôn là phải có cái dòng dẫn thì như nào thị trường chúng ta mới kéo một cách nó mạnh mẽ lên được. Còn nếu mà thiếu dòng dẫn thì sao? Thiếu dòng dẫn thì thị trường chúng ta nó chỉ cứ là đi lên, nó chỉ cứ là đi lên như thế này để rồi đến lúc mà nó sẽ gặp lại những cái kháng cự mạnh chẳng hạn như vùng 1150 đó, thì nó sẽ quay đầu nó giảm nhanh chóng thôi nha. Nó cứ là nó đi lên thì nó chỉ lên được một cái giai đoạn ngắn nữa khoảng tầm 100 điểm, ví dụ như lên được vùng 1050 đi, là bắt đầu chúng ta giải ngân trở lại chẳng hạn, thì cùng lắm nó lên được vùng 1150 rồi sau đó nó sẽ quay đầu. Nên là các anh chị chúng ta có thể là lưu ý ăn một cái nhịp sống cuối ở đây cũng tương đối là khó khăn đấy, chứ không phải là dễ dàng để các anh chị chúng ta lựa chọn đâu nha. Đó. Thì cái việc mà đi lên như vậy thì chúng ta cũng sẽ ưu tiên là gì? Chọn những mã cổ phiếu gì? Chứng khoán, đúng không? Rồi ngân hàng. Thép thì có thể là sẽ cân nhắc trở lại, bởi vì thép đoạn này nó lên quá là nhiều nên là cái biến động lỏng ở những cái vùng đỉnh ở đây này nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Nó sẽ mất nhiều thời gian hơn các anh chị mà thấy không ạ? Biến động rất là lỏng này, biến động rất là lỏng kèm volume lớn này, là một cái lượng nhà đầu tư đang đeo bám ở đây rất là nhiều. Như các anh chị mà thấy là cái vùng này là chắc chắn rằng là cái lượng nhà đầu tư cá nhân họ đang đeo bám cực kỳ là nhiều luôn. Đó, nếu mà muốn đánh lên thì như thế nào ạ? Thì không lẽ lại để cho những nhà đầu tư này họ chốt, đúng không? Chắc chắn rằng là nó sẽ phải như nào rũ này, lên này, rũ này, rồi nó tái cân bằng, nó tích lũy đi ngang này, rồi sau đó nó mới đánh lên ở một cái nhịp sau. Đó là cái sự kỳ vọng đối với lại cho các anh chị nhà đầu tư. Đấy, chứ mà đang volume lớn ở đây là rất là nhiều nhà đầu tư họ đeo bám, đúng không? Đấy, cứ suy nghĩ một cách đơn giản thôi, rất là nhiều nhà đầu tư họ đeo bám lên này, vẫn tiếp tục đeo bám khối lượng lớn này, nó giảm cho 2 cây. Thế nào kiểu nào sắp tới những cái mã cổ phiếu như Hoa Sen nó cũng sẽ tiếp tục nó rũ bỏ, nó lên nó rũ bỏ, nó lên nó rũ bỏ, nó rũ bỏ những nhà đầu tư và đeo bám và yếu bóng vía ra, rồi sau đó kiệt cung rồi nó bắt đầu nó mới đánh lên được. Các anh chị chúng ta lưu ý chứ không thể nào mà cứ đánh lên mãi để mà các anh chị nhà đầu tư chốt lại đâu, đúng không? Thậm chí là nó có thể nó sẽ giảm rất là sâu, hoặc là nó sẽ đi như thế này này, sau một cái quá trình mà nó đánh lên này, các anh chị mới thấy này, ví dụ chẳng hạn như đây này, sau một cái quá trình mà nó đánh lên ở đó nó cứ liên tục nó gì nó rũ bỏ lại này, đây là tái tích lũy này đấy, rồi sau đó đánh lên này, đánh lên thì bắt đầu ở đây bắt đầu nổ vùng volume lớn này, các anh chị mới thấy không ạ? Đánh lên thì bắt đầu ở trên đây nó nổ volume lớn này thì nó sẽ như nào rũ này, lên này, rũ mạnh xuống này, lên này, rũ mạnh xuống này. Đấy, khi mà những cái nhịp mà nó rũ mạnh cuối cùng mà kèm volume thấp, mà khi mà thấy có cái dấu hiệu kiệt cung rồi bắt đầu nó mới đánh lên dần lại. Các anh chị thấy không ạ? Lấy một cái, anh chị chúng ta cứ nghĩ đơn giản như vậy thôi, cho nên là phải tham gia đúng lúc. Còn nếu như mà đã bắt đầu có những cái xuất hiện của những cái sự mà volume bán tháo lớn và cũng như là ra hàng lớn rồi thì rất là dễ bị như nào dính những cái cú nhịp rũ xuống như thế này của đội lái ha. Nên là các anh chị chúng ta lưu ý, chúng ta sẽ như nào chưa mua nha, chúng ta chưa mua cái nhịp ở đây, bởi vì volume nó bắt đầu nó đang nổ lớn rồi. Bắt đầu volume ở vùng đỉnh này nó đang nổ lớn rồi, nó sẽ như nào nó sẽ đánh rất là khác nha, nó đánh rũ rất là khác, bởi vì đội lái Việt Nam mình là vốn là như vậy rồi. Này nó đánh dập xuống như thế này này, nó thủng hết những cái đường hỗ trợ rồi nó lại kéo ngược lên lại, nó lụp thủng xuống lại nữa, thậm chí là nó thủng có thể là thủng sâu hơn, rồi sau đó nó lại kéo ngược lên trở lại, rồi nó cứ như thế này này đấy, rồi bắt đầu nó mới kéo vào những cái phần phía sau. Thì chúng ta sẽ phải đợi cho những cái sự vận động của những cái hình vòng cung nó hướng lên như thế này thì chúng ta sẽ mới đánh giá được lại đối với là những cái nhịp mà nó có kéo thêm một cái nhịp cuối nó đi lên chạy tăng tốc hay là không. Các anh chị chúng ta lưu ý ha. Đấy, hồi nãy giống như em mới lấy cái ví dụ cho các anh chị chúng ta ở khu vực này này. Đó. Đây ha, các anh chị chúng ta nhìn lại này. Này, lên này, bắt đầu đi lên đúng không? Bắt đầu này, rủ lần mờ này. Đấy, cứ rủ lên, rủ xuống, lại rủ thật là mạnh và nó thủng mất luôn cả những cái hỗ trợ ở đây. Nó thủng mất luôn cả những cái hỗ trợ ở đây, các anh chị mà thấy không Rồi nó lại tiếp tục, nó lại kéo ngược lên trở lại, rồi sau đó nó lại đánh thêm một lần nữa, đánh dập xuống thêm một lần nữa, khối lượng thấp này. Như các anh chị mà thấy này, để ý này, khối lượng ở đây có phải là cái đáy 1 này, cái đáy 2 này. Đó, cái đáy 2 ở đây này có phải khối lượng nó đã thấp hơn không ạ? Nó đánh 2 đáy này, khối lượng sau ở cái đáy sau nó thấp hơn thì bắt đầu nó kiểm tra cung cầu xong rồi, nó kiểm tra cung bán ra không còn nữa rồi. Đấy, coi như là sẽ tiếp tục nó đánh lên. Đó, nó đánh lên tiếp tục ha. Đấy, anh chị ta thấy không nó sẽ tiếp tục nó đánh lên. Thì ở đây cũng tương tự vậy đó, không khác gì đâu các anh chị. Ví dụ chẳng hạn như ở đây nha, đó, chẳng hạn như ở đây lại một lần nữa này. Đấy, ví dụ nó dập xuống đây một cái đúng không, ở đây là những cái vùng hỗ trợ này, nó có thể nó đánh thủng xuống cái vùng hỗ trợ này rồi nó tiếp tục nó lại kéo lên trở lại ha, rồi sau đó như nào nó đánh thêm một lần xuống nữa, nó đánh thêm một cái lần xuống nữa. Cái lần này thì sao? Nó mới tiếp tục nó đánh lên như thế này rồi nó mới bắt đầu nó lên tiếp được. Đó. Quan trọng là cái gì ạ? Quan trọng là cái khúc mà nó đánh ở đây. Quan trọng là cái khúc đáy 1 này này, cái volume nó vẫn còn lớn đúng không? Ví dụ chẳng hạn cái volume của nó trong cái phiên mà nó giật xuống tạo đáy ở đây là nó vẫn còn khoảng tầm là 20 triệu cổ phiếu hoặc là 15 triệu cổ phiếu đây chẳng hạn. Đấy, nhưng mà sao quan trọng là ở cái đáy số 2 này nó chỉ còn lại đâu đó khoảng tầm là 8 triệu cổ phiếu hoặc là 10 triệu cổ phiếu thôi, tức có nghĩa là cái khối lượng nó giảm thuyên giảm đi hết một nửa đấy, hoặc là hơn một nửa so với lại cái đáy trước, thì đó là chính là cái tín hiệu tốt cho cái nhịp đáy 2 này. Và khi mà nó kéo lên trở lại, các anh chị chúng ta hoàn toàn có thể là sẽ canh mà tham gia trở lại. Còn ở thời điểm hiện tại như em có nói đó là chưa các anh chị ha. Đấy, đây là cái là kiến thức rất là bổ ích cho các anh chị nhà đầu tư đó. Không, em nghĩ rằng là rất là ít những cái kênh YouTube nào mà có hướng dẫn cặn kẽ như thế này dành cho các anh chị chúng ta. Đấy, thậm chí là nếu như mà trong những cái trường hợp mà có một vài những cái cổ phiếu trong những cái trường hợp mà cái tính đầu cơ nó cao nó rủ con lần nó rủ con lần thật là mạnh xuống ở đây này, rồi sau đó nó sẽ kéo ngược trở lại, nó test lên cái vùng đỉnh lại đó, nó sẽ đi như thế này. Nhiều khả năng là nó vẫn có như nha các anh chị nha ha. Đấy, chẳng hạn giống như ở đây cái nhịp này đối với lại thằng Nam Kim của bạn này, các anh chị có thấy không? Này, nó kéo lên này, khối lượng lớn bắt đầu nổ này, nó rủ một nhịp một xong nó lại kéo thẳng lên chữ V luôn. Đấy, đó là những cái tính chất của những cái mã cổ phiếu ha, tùy vào cái tính chất cũng như là cái gì cái tính cách của cổ phiếu nó đánh. Nó tùy thuộc vào những cái tính cách của cổ phiếu nó đánh. Đây, giống như so lại với cái giai đoạn trước này, nhịp này cũng vậy này, các anh chị có thấy không? Đây, các anh chị có thấy khi nó đánh lên một đoạn này, nó rủ có nhịp rồi sau đó nó đi ngang, rồi sau đó nó bắt đầu đánh lên thẳng tiếp luôn này. Các anh chị có thấy không Về bản chất thì nó sẽ như nào, nó có thể đánh lên nó rủ xuống, nhưng mà nó khúc này nó chỉ duy trì đi ngang hoặc là nó sẽ rủ ngắn thôi. Đấy, cơ bản là nó vẫn là gì ạ? Cái phần mà nó test lại cái đáy trước nó vẫn volume thấp là ok, rồi sau đó nó đánh lên khiếp đảm không? Kinh khủng luôn các anh chị ha. Đấy, giống như cùng so sánh với một cái thời điểm ở cái năm 2020 đó thì Nam Kim chắc chắn là đánh khủng khiếp hơn là Hoa Sen rồi. Đấy, từ giá 5 mà bay thẳng lên giá 8 như trong vòng qua bao nhiêu phiên các anh chị? Trong vòng chưa đầy có 2 tuần thôi, đánh kinh không? Đây này, từ cây này đó, đâu đó khoảng tầm là 12 phiên hoặc là 8 phiên thôi, 8 phiên thôi là đâu đó chưa đầy 2 tuần nữa, chưa đầy 2 tuần nữa mà cổ phiếu nó đã gia tăng lợi nhuận lên tới 50%, gần 50% là các anh chị chúng ta thấy là nó khủng khiếp đến cỡ nào, đúng không ạ? Dòng tiền đầu cơ là lúc đó là Nam Kim là số 1 trong nhóm thép luôn. Đấy, nên là các anh chị chúng ta chú ý ha. Còn ở thời điểm hiện tại hạn chế tham gia đó là Nam Kim, mà canh những cái dịp mà nó có hồi lên đó, các anh chị chúng ta canh chốt. Còn cái việc mà nó có như nào, nó rũ bỏ lại và nó tiếp tục đánh lên hay không, đó là cái điều chúng ta chưa biết được. Chúng ta cần phải chuẩn bị trước mắt những cái gì mà nó đang diễn biến trước thôi. Còn cái việc mà nó có rũ mạnh trở lại xuống, liệu rằng là khi ở những cái nhịp rũ mạnh xuống các anh chị chúng ta có bán không à? Chúng ta có sợ là nó sẽ rũ sâu hơn không à? Chắc chắn là có rồi. Và đó chính là những cái bài tâm lý rất là kinh điển ha, trong cái quá trình đầu tư mà đội lái họ như nào họ đã thuần thục rồi. Còn đối với lại các anh chị nhà đầu tư á, chúng ta sẽ không kiểm soát được và chúng ta sẽ rất là dễ mắc những cái bẫy. Rồi, tiếp theo này, rồi bên dầu khí đi, chúng ta sẽ qua bên dầu khí nha. Dầu khí thì Tuấn thấy là hôm nay có gas là bị đè, gas cũng ở biên đè này, khá là nguy hiểm ha. Những cái khúc này á, nó làm em liên tưởng lại nhớ đến những cái năm 2019 này, cứ đi ngang dập dìu ngồi này ấy nè, rồi lại gãy xuống này, rất là sâu, rất là mệt đấy. Nên là các anh chị chúng ta lưu ý ha, con gas này có thể là sẽ là tội đồ đó. Rồi trong cuối phiên ngày hôm nay thì có BVD kéo, rồi BVC cũng kéo rồi kể cả bao cũng kéo các anh chị. Bao nó lại kéo nha, những cái con dầu khí tự nhiên cuối phiên nó lại kéo. BVS là kéo, hình như là BVT cũng kéo mạnh này. Đấy. BVS này bên em thì em cắt rồi. Nói chung bên BVS thì em cắt rồi. Em mua quanh đây thì em phải cắt cái quanh cái ngưỡng, khi mà cái lượng hàng đầu tiên về là cắt quanh cái ngưỡng vùng 23 thì nó thủng rồi. Đấy. Thì thôi mình cũng sẽ chờ lại những cái con này coi là nó tái tích lũy lại như thế nào. Nó quay về nó test lại cái đáy trước ở quanh ngưỡng vùng 21, 21.3 thì nó phục hồi trở lại lên ở đây mà khối lượng thấp thì chúng ta sẽ cần coi thêm ở những cái nhịp mà sắp tới nó quay về nó test 23 như thế nào các anh chị ha. Rồi. Ok, chưa nhá, dòng dầu khí cũng chưa có gì đâu. Rồi chứng khoán hôm nay cũng có một vài mã khá là khỏe. Đây, FTS là khỏe này, còn những con này đánh nhỏ này. Những cái nhịp mà nó gãy sâu đây như này là chắc chắn nó đã đảo chiều rồi. Hôm nay phục hồi trở lại thì các anh chị chúng ta cẩn trọng thôi, nó khỏe thì nó khỏe. Nhưng mà một khi mà nó quay trở đầu lại như này là nó rơi, những cái lượng hàng ở bên này kẹp nhiều lắm ha. Còn những con này có khả năng là sẽ là quay đầu giảm luôn đấy. HCM nhịp này thì cũng phải cần chờ thêm nha. Đấy, nó cũng biến động với volume lớn như thế này thì các anh chị ta cần phải chờ thêm. Nó sẽ như nào ạ? Nó siết lại ở cái vùng này cái đã. Nó cần phải siết lại ở cái vùng này cái đã nha. Đấy. Còn mấy các anh chị chúng ta theo cái giao dịch theo cái đường MA 5, 10, 20 của em á, cần phải như nào? Nó siết lại đúng không? Rồi MA 5 nó sẽ bắt đầu như nào? Nó vòng lên ngược trở lại thì lúc đó chúng ta mới gì ạ? Tham gia trở lại, tham chiến trở lại, chứ chẳng có vội gì ở giai đoạn này nhá. Vội vàng nóng nảy là khúc này là dễ bị ăn bô lắm. Đấy. Rồi SHS cũng vậy này, SHS lúc này làm trò hơi nhiều. Bắt đầu nó cũng sẽ siết lại thôi, chờ, nói chung là chờ khối lượng thấp như thế này. Thì này nó đang gây ra cái gì à? Cái sự chán nản và cái sự rũ bỏ đấy. Nhưng mà theo em thấy thì nếu mà nó về lại quanh cái ngưỡng 8.5 thì em sẽ xem xét, mà họ thậm chí là 8.3. Ok, em thấy ok, test lại quanh cái đáy ở cái nhịp trước đây là khá là ok này nha. Test lại cái đáy ở nhịp trước nó đang hơi bị vẽ chạc chút xíu, nhưng mà sao? Quay về test lại cái đáy quanh đây này. Đấy, đây là cái đáy lần 1 nha, chú ý này các anh chị. Chú ý này. Ví dụ ở đây là những cái nhịp này, volume lớn ở đây là lần 1 này, lần 2 này. Các anh chị sẽ thấy là những cái lần mà phía sau này nha, là bắt đầu volume nó thấp dần này. Đây này, 1 này, đây, 2 này, đây, 3 này. Bắt đầu thấy cái lần thứ 4 là các anh chị mà thấy cái volume ở khúc này nó đang thấp dần đúng không? Đấy, đây chính là cái tín hiệu tốt. Đây chính là cái tín hiệu tốt của RS. Đấy, nó chứng minh cho thấy là điều gì à? Có nghĩa là đội lái họ không mặn mà họ bán ra ở dưới cái vùng giá chính này, mà ở vùng giá dưới giá chính này họ đang có những cái lực đỡ cung đó các anh chị mà thấy ha. Nên là chú ý được NHS dưới giá chính nha, chú ý. Rồi VCI tiếp theo nha. VCI cũng tương đối là giống với lại HCM, nên là cũng cần phải chờ thêm. Nhìn chung là nó vẫn có khả năng có cửa nó lên nha. Nó cần phải kiệt volume, kiệt khối lượng đi cái đã. Rồi VND cũng chờ thôi. VND vẫn đang biến động khá là lỏng ở đây. Chúng ta sẽ chờ thêm cái việc mà nó siết cái biên lại chưa. Rồi SI cũng tương tự nha. SI cũng tương tự, nhưng mà SI ở vùng này nó đang bán khối lượng lớn quá. Đấy, bán khối lượng lớn quá này, những cái cây mà nó phân phối này. Đây nhá, em sẽ cho các anh chị thấy những cái cây nó phân phối nhé. Phân phối này. Phân phối này. Rồi phân phối này. Đấy, rồi phân phối luôn này. Đấy, đây cũng là một cái dạng phân phối các anh chị nhé. Đây cũng là một cái dạng phân phối. Nó có khoảng tầm là 4 phiên phân phối mất tiêu rồi. Đấy, cho nên là những cái nhịp mà sau mà nó có kéo lên đó, thì em nghĩ là không nên ưu tiên chọn SSI nha. Không nên ưu tiên chọn SSI. Coi như là lượng hàng kẹp ở trên đây là cực kỳ là lớn. Đó, nó cần phải có một cái lượng tiền ngừa, hấp thụ ngược trở lại. Nó phải xuất hiện một cái phiên nào đó cũng tương tự như khoảng tầm là 42 triệu cổ phiếu thì may ra nó mới vượt được cái vùng đỉnh 21 ở đây. Đó, nên là các anh chị chúng ta sẽ không nên chọn SSI nha. Rồi, ok. Rồi những cái mã cổ phiếu khác chẳng hạn như bên bất động sản thì em cũng không thấy có cái gì là ok hết, bởi vì biến động ở đây quá là lớn đi. Nó có thể biến động nó lớn như thế này này, sau khi mà nó đi lên á, đây này, nó giống cái khúc này này. Sau khi đi lên nó biến động rất là lớn này này. Đấy thì không biết rằng là nó sau khi một cái giai đoạn nó kiệt cung đi, nó có đánh lên tiếp hay là không. À, các anh chị chúng ta lưu ý ha, nó có thể nó kiệt cung ở đây nhưng mà biến động volume đây lớn, không biết được chắc đâu. Cho nên là các anh chị chúng ta cần cẩn trọng. Nhịp sau mà nếu mà nó đánh nữa thì đúng thiệt là bá đạo. Sương chưa gì nó cũng đánh từ giá 8, nó lên đây là nó đánh cũng 200% rồi các anh chị. Nha, có những lúc là đã đánh được 200% rồi. Không ai nghĩ được như vậy đâu. À, nhưng mà bắt đầu đu ở trên đây này, nó về lại dưới đây là mất khoảng tầm 30% là rất là đau đầu đấy nha. Cho nên là cần chú ý. Hoặc là đích cũng tương tự như vậy này. Đó, đích cũng tương tự, những cái con này nó đã gãy kênh này. Đó, những cái con nó gãy nền, gãy kênh này. Đấy thì cần cẩn trọng nha. Rồi, sale thì em thấy đợt này vẫn còn ok. Đất xanh này cũng vẫn được nha, đất xanh này cũng vẫn được, nó đang vận động khá là giống với một số mã cổ phiếu bất động sản đấy. Thì chúng ta sẽ phải đợi thêm thôi nha, chúng ta sẽ phải đợi thêm. Vội vàng là không được đâu. KDH ở đây có yếu tố làm biến động bo cung rồi, không chơi. À, Nam Long cũng khá là ổn ở đây nhưng mà đánh lỏng quá, Nam Long lại đánh lỏng quá. Ở BDR thì thôi không nên đụng vào. Ok, thì em thấy là có mỗi còn mỗi sell, nếu mà đánh được thì em sẽ đánh sell. À, những con như CKG thì bắt đầu này, nó gãy này. Đấy, phân phối này, các anh chị có thấy là đó là một cái vùng phân phối rất là lớn của gì của con CKG này không ạ? À, đây là những cái vùng giá phân phối này. Đấy, giờ bắt đầu nó sẽ thả cho rơi thôi. Đấy, nó đã phân phối ở đây một đoạn rất là lớn rồi này, lên đây nó kéo tiếp, nó phân phối đoạn cuối này, đi ngang này, phân phối còn gì những gì sót lại thì nó vơ vét lại rồi bắt đầu nó thả rơi thôi. Đó, coi như là chết rồi ha. Ai đụng vô con này là thôi vĩnh biệt luôn. Nó có thể về giá 12 thậm chí là sâu hơn. Đấy. Rồi, ok. Bán lẻ BVH thì yếu luôn, đi chưa cũng yếu. Đoạn này em không ưu tiên bán lẻ ha, đoạn này không ưu tiên bán lẻ. Cho nên cũng chẳng có mặn mà gì phân tích tụi nó cả. Rồi kể cả là xây dựng cũng vậy ha. Xây dựng tụi này cũng không ok cho lắm. Chưa, nói chung là nó chưa vào form của mình. Đấy, nó chưa vào form của mình nhé. Ok, thì chắc video của em cũng xin phép là được dừng lại tại đây. Đó, thì những gì mà em truyền đạt cho các anh chị chúng ta trong cái video này hoàn toàn rất là bổ ích cho các anh chị chúng ta. Còn nếu mà các anh chị chúng ta muốn nhận được những cái sự khuyến nghị cũng như là tư vấn đầu tư đến từ Tuấn thì có thể là sẽ phải liên hệ với em qua cái gì qua cái số Zalo ở đây, hay là có thể là quét những cái mã QR để mà mở tài khoản ở bên Tuấn. Tuấn sẽ trực tiếp Tuấn gì tư vấn cho các anh chị nhà đầu tư trong phiên nhá, rồi đưa ra những cái khuyến nghị đến với các anh chị ta, mang những cái lợi ích cũng như là lợi nhuận đến với các anh chị. Rồi, cảm ơn các anh chị chúng ta đã quan tâm và lắng nghe theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các anh chị chúng ta ở những cái video tiếp theo.